Xin chào các bạn, Thùng muốn làm một cái video để mà nói về cái thông tin liên quan đến công ty PayPal hỗ trợ thị trường crypto. Thì tôi nghĩ là cho tới bây giờ đã có rất nhiều bạn đọc những thông tin liên quan đến cái đề tài này. Nhưng mà những bạn nào mà chưa xem thông tin thì Thùng muốn chia sẻ trước hết là một số những cái thông tin căn bản các bạn cần phải biết. Thứ nhì là chúng ta sẽ nói tới một số những thông tin thì cảm thấy thú vị hơn liên quan tới đề tài này. Thì trước hết cho bạn thì được đây là một thông tin đã được xác nhận. Đây là cái Twitter chính thức của công ty PayPal nói về cái việc là công ty PayPal ngày hôm nay đã ra thông báo là sẽ hỗ trợ thị trường crypto này bằng cách là như thế nào? Bằng cách là sẽ hỗ trợ những người sử dụng của công ty PayPal, và không chỉ riêng là công ty PayPal mà còn có công ty Venmo. Công ty Venmo là một cái công ty con của công ty PayPal. Thì các bạn thấy được là những người sử dụng của cả hai cái công ty này sẽ được như thế nào, được mua, được bán và được lưu trữ crypto. Các bạn thấy được đây là một thông tin rất là lớn, tại vì công ty PayPal và công ty Venmo là hai công ty mà rất là có tiếng tăm ở trong cái lĩnh vực tài chính. Đây là hai công ty các bạn thấy đều được sử dụng ứng dụng để có thể là gửi tiền, nhận tiền hoặc là thanh toán tiền. Cho nên các bạn thấy được là đây là hai cái công ty mà rất nhiều người biết tới, và nhất là công ty PayPal đã ra đời rất là lâu và có số lượng người dùng rất là cao. Thì nhiều bạn có thể là nhanh chóng chỉ ra được là cái thông tin mà công ty PayPal nói là hỗ trợ mua, bán hay là lưu trữ crypto thì họ chỉ hỗ trợ một cách là rất là hạn chế. Nghĩa là sao? Có nghĩa là họ chỉ hỗ trợ những người sử dụng mua, bán và lưu trữ sử dụng ứng dụng của họ mà thôi. Nếu như mà các bạn muốn gửi ra cái ví khác thì không thể gửi được. Các bạn muốn gửi đồng từ ví khác vào trong công ty PayPal sẽ không gửi được. Cho nên các bạn chỉ có thể sử dụng cái ví của PayPal hay là Venmo để mà mua bán trực tiếp hay là lưu trữ trực tiếp, chứ không thể di chuyển ra chỗ khác. Đây là một cái sự hỗ trợ cũng rất là hạn chế. Tôi không đồng ý với cách nhìn này, nhưng mà tôi nghĩ đây là một cái bước tiến tới đầu tiên để mà cho những người mà sử dụng công ty PayPal, công ty Venmo có một cái coi như là thân thiện hơn đối với thị trường tiền kỹ thuật số, có thể tiếp cận được những cái tiền crypto. Và các bạn thấy được một điều mà quan trọng hơn, tôi cảm thấy là thú vị, đó chính là chúng ta nói tới những đồng mà được hỗ trợ bởi công ty PayPal, trong đó chúng ta có đồng Bitcoin. Có thể thấy được là Bitcoin, có thể nói là không ai có thể là phủ nhận là Bitcoin là đồng dẫn đầu trong thị trường này và cái thương hiệu hàng đầu. Cho nên việc mà PayPal hỗ trợ Bitcoin cũng không có gì đáng nói, tại vì các bạn thấy được là đâu có sàn nào mà không hỗ trợ Bitcoin đâu. Và các bạn thấy được những đồng khác thì thú vị hơn, đó chính là Ethereum, Bitcoin Cash và Litecoin. Thì lý do tại sao mà thú vị hơn thì nhiều người nói là Bitcoin Cash và Litecoin thì đều là hai đồng cho là dùng để thanh toán. Thì công ty PayPal và Venmo là hai công ty chuyên về thanh toán, cho nên cái việc mà có đồng Bitcoin Cash và Litecoin cũng là điều cũng không có gì gọi là quá bất ngờ. Nhưng mà Ethereum thì nhiều người cho đây là một cái nền tảng hợp đồng thông minh, thì tại sao lại được hỗ trợ bởi công ty PayPal và Venmo? Thì các bạn thấy được là những bạn nào mà đã tham gia thị trường này hơn 3 năm qua thì có thể thấy được là cái danh sách 4 đồng này rất là quen. Tại vì sao các bạn? Tại vì chúng ta đã thấy 4 đồng này là 4 đồng mà coi như đầu tiên được hỗ trợ bởi công ty Coinbase. Nhiều bạn cũng nên nhớ là cách đây 3 năm, hơn 3 năm, từ năm 2016 tới năm 2017 thì phần lớn thời gian này ở trên cái ứng dụng của Coinbase sẽ hỗ trợ có 3 đồng Bitcoin, Ethereum và Litecoin. Sau khi mà chúng ta có cái hard fork Bitcoin Cash thì sau đó chúng ta mới thấy là Bitcoin Cash được hỗ trợ bởi công ty Coinbase. Cho nên 4 đồng này là 4 đồng đầu tiên được hỗ trợ bởi công ty Coinbase, và bây giờ được hỗ trợ bởi công ty PayPal cũng không có gì gọi là quá bất ngờ. Và công ty PayPal thì thông báo là cái dịch vụ crypto này sẽ là cái sự hợp tác giữa công ty PayPal và công ty Paxos Trust Company. Và công ty PayPal cũng ra thông báo là công ty PayPal đã có được cái bằng BitLicense. Đây là một cái bàn mà rất là khó lấy của New York. Thì công ty PayPal nói đã lấy được cái bàn này để mà có thể đưa ra những cái dịch vụ liên quan đến crypto ở New York. Thì đây cũng là một điều mà nhiều bạn ở New York có thể là cảm thấy là tốt. Tại vì những cái công ty mà có thể là hỗ trợ người dân New York trong lĩnh vực crypto thì không có nhiều. Và các bạn thấy được là công ty PayPal nói cũng đã nhận được cái bàn hoạt động ở New York. Và các bạn thấy được là đây là một cái thông tin mà chúng ta đang nói tới rất là lâu, và gần đây nhất là hồi cách đây 3 tháng các bạn thấy được chúng ta làm những cái video như là 603, 632 để mà nói về cái chi tiết liên quan tới khi nào và có phải là PayPal thâm nhập vào thị trường crypto hay là không. Thì bây giờ chúng ta đã có kết quả là đúng là như vậy. Đây là một điều mà chúng ta cũng đã chờ đợi rất là lâu. Chúng ta nói tới cái thông tin này trong rất là nhiều những cái video khác nhau. Và cuối cùng, đây cũng là sự thật. Thì đây là những cái thông tin căn bản liên quan tới việc công ty PayPal hỗ trợ thị trường crypto. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái phản ứng của thị trường và tại sao cái thông tin này lại dẫn đến cái phản ứng tốt trong thị trường như vậy và cái tầm quan trọng của việc này là như thế nào. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Thì các bạn thấy được là thị trường crypto ngày hôm nay có cái sự tăng trưởng cực kỳ lớn. Chúng ta nhìn vào biểu đồ nến giờ đi thì các bạn thấy được là đã tăng liên tục nhiều giờ. Bây giờ đã nguội là một phần nhưng mà cách đây chỉ có 4 tiếng đồng hồ Bitcoin đã qua khỏi 13.000 đô ở mức là 13.248. Các bạn thấy được là tăng một cách mà không thể tưởng tượng được. Và khi mà chúng ta đổi qua cái biểu đồ nến ngày thì các bạn thấy được là đây là một cái ngày mà có cái sự tăng trưởng rất là lớn, một cái nến ngày rất là dài. Đương nhiên đây sẽ làm cho nhiều bạn rất là vui ngày hôm nay tại vì giá cả rất tốt và không chỉ riêng là Bitcoin mà các bạn thấy được là chúng ta vẫn thấy những cái altcoin khác có cái sự tăng trưởng. Đương nhiên Thuận cũng đã chia sẻ với các bạn đó chính là cái sự tăng trưởng của những đồng khác. Không phải là không có trong lúc Bitcoin tăng trưởng nhưng mà các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng sẽ không có bằng. Các bạn thấy là BTC ngày hôm nay thì lên bây giờ là 5%, những đồng khác mình thấy là lên chỉ có 3%, 1% và 2% mà thôi. Bitcoin bây giờ vẫn là cái điều mà nhiều người đang nhắm tới và Thuận đã chia sẻ với các bạn là chỉ khi nào mà Bitcoin phá được 20.000 đô thì lúc đó chúng ta mới thật sự thấy được cái mùa altcoin kế tiếp. Mà như Thuận đã chia sẻ trong những video trước đây, một trong những cái mức mà nhiều người quan tâm đến đó chính là cái mức 13.800 đô. Nhưng mà đối với Thuận điều quan trọng hơn là chúng ta phải thấy được Bitcoin có cái sự hỗ trợ vững chắc ở cái mức là trên 12.000 đô. Bây giờ các bạn thấy là trong vòng chỉ một ngày đã đi thẳng qua 12.000 đô mà không có nhìn trở lại. Các bạn thấy là chúng ta cần phải có thêm một số những cái xác nhận là thị trường thực sự là đã thoải mái hơn với cái việc là Bitcoin qua khỏi 12.000 đô. Chứ nếu không thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục thấy Bitcoin có thể chở xuống 12.000 đô. Còn 13.800 đô là mức cao nhất của năm 2019 như chúng ta đã từng nói tới. Thì sau 13.800 đô cho đến cái mức là 20.000 đô thì các bạn thấy là không còn một cái vùng cản trở lớn nào hết. Đây là một những điều mà chúng ta cũng đã nói tới trong những video trước đây. Một trong những điều mà các bạn cần nên hiểu là công ty PayPal không phải là công ty tài chính đầu tiên mà hỗ trợ việc mua bán crypto. Các bạn thấy được là trước đây chúng ta nghe nói tới nhiều thông tin như là công ty Robinhood cũng có hỗ trợ mua bán crypto. Các bạn thấy được là công ty SoFi cũng như vậy và đương nhiên Square Cash App cũng như vậy. Đây đều là những cái công ty có tên tuổi trong thị trường tài chính. Nhưng mà tại sao mà cái thông tin liên quan tới công ty PayPal tham gia thì lại dẫn đến cái sự tăng trưởng về mặt giá cả và gây ra nhiều cái sự sôi động cho thị trường như vậy? Tại vì các bạn thấy là khi chúng ta nhìn vào một cái tài liệu đó chính là có bao nhiêu người sử dụng công ty PayPal thường xuyên, sử dụng ứng dụng PayPal thường xuyên, thì các bạn thấy được là con số là 346 triệu người sử dụng thường xuyên dựa theo cái thống kê của cái quý 2 năm 2020. Và tôi nghĩ là con số này là con số thống kê trong vòng một năm. Và chúng ta thấy được là nếu câu hỏi tương tự là bao nhiêu người sử dụng cái ứng dụng Venmo, cái ứng dụng mà của công ty con của công ty PayPal, thì bao nhiêu người sử dụng thường xuyên, các bạn thấy được là câu trả lời là hơn 40 triệu người sử dụng thường xuyên. Đây là con số của năm 2019. Thì khi mà chúng ta cộng cái số lượng là 40 triệu người ở trên công ty Venmo cộng với lại cái số lượng là 346 triệu người của PayPal thì cộng hai cái này lại, các bạn thấy được là đã là 386 triệu người sử dụng thường xuyên của hai cái ứng dụng này, cho chúng ta thấy được là cái số lượng người mà có thể tiếp cận được với crypto sẽ dẫn đến là con số rất là nhiều. So với chúng ta nhìn vào những cái thông tin trước đây như là chúng ta hỏi câu hỏi tương tự liên quan tới Square Cash App thì bao nhiêu người sử dụng thường xuyên, các bạn thấy được đây cũng là một cái ứng dụng của cái công ty Square và ứng dụng này có 30 triệu người sử dụng thường xuyên. Các bạn thấy được là con số này rất là nhỏ so với con số của công ty PayPal và Venmo là tăng hơn 12 lần. Cho nên thông tin dẫn đến là cái thị trường FOMO rất là mạnh. Và các bạn thấy được là đối với những cái thông tin này thì một trong những điều mà nhiều người muốn hỏi là tại sao mà công ty PayPal lại muốn đưa ra dịch vụ hỗ trợ tiền crypto. Tại vì cũng có rất nhiều nghi vấn. Các bạn thấy được là công ty PayPal thì trước đây là một trong những cái công ty mà đứng sau lưng hỗ trợ cái dự án Facebook Libra. Sau đó công ty PayPal cũng đã rút lui như là nhiều công ty khác. Thì trong thời gian qua đã làm gì? Các bạn thấy được là một trong những điều mà nhiều người nói tới là nếu như mà chúng ta nhìn vào cái cơ hội mà lợi nhuận thì bây giờ cũng không có nhiều. Các bạn thấy được là tuy là công ty Cash App, công ty Square Cash App cũng đã có một số thu nhập, 3% công ty này là thu nhập là đến từ bán Bitcoin. Nhưng mà các bạn thấy là 3% thu nhập sau khi mà trừ hết những cái chi tiêu thì 3% thu nhập không phải là nhỏ, nhưng mà 3% rất là nhỏ so với cái số tiền còn lại là 97% là đến từ những dịch vụ khác không liên quan đến crypto. Nhưng mà các bạn thấy được là tại sao mà công ty Square Cash App vẫn tiếp tục hỗ trợ? Tại vì họ nghĩ là cái cơ hội lợi nhuận sau này sẽ nhiều hơn nếu như mà càng ngày có càng nhiều người tiếp cận được và cảm thấy là thoải mái hơn và không có nghi ngờ nhiều về thị trường crypto. Thì công ty Venmo và công ty PayPal cũng có thể có những suy nghĩ tương tự như vậy. Có thể nghĩ đây là một trong những cái nơi mà có thể lấy được lợi nhuận, chưa phải bây giờ nhưng mà sau này. Và một trong những điều khác mà nhiều người nói tới đó chính là có phải là công ty PayPal muốn có một đồng riêng của mình hay là không sau khi mà rút rời khỏi cái dự án của Facebook Libra. Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được là nếu như mà công ty PayPal bây giờ nói là sẽ đưa ra một cái đồng PayPal Coin thì có thể là cái sự tiếp nhận không có cao. Nhưng mà nếu như mà công ty PayPal đưa ra cái ứng dụng là cho những khách hàng của mình bắt đầu tiếp cận được, bắt đầu có những cái kinh nghiệm mua bán lưu trữ crypto coin đó là như thế nào và có một số những hiểu biết liên quan đến crypto, thì sau này khi mà họ đưa ra một đồng riêng giống như công ty PayPal đưa ra cái PayPal Coin thì có thể là giao dịch trực tiếp là một cặp với lại Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash vân vân. Nhưng mà quan trọng hơn là lúc đó đã có một số lượng người sử dụng ứng dụng PayPal đã có cái sự quen thuộc đối với thị trường crypto thì cái sự tiếp nhận sẽ cao hơn. Đây cũng là một trong những điều khác mà nhiều người nói tới. Và ngoại trừ điều này ra, các bạn thấy được là năm 2020 này là một điều cũng rất là bất ngờ, là đột ngột có rất nhiều những công ty lớn ào ạt đổ vào thị trường crypto bằng cách là cung cấp dịch vụ cho thị trường crypto hay là tự lưu trữ crypto. Các bạn thấy được là cái danh sách của những công ty mà lên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ mà lưu trữ crypto ngày lại càng dài hơn. Và đây là một trong những cái dấu hiệu cho thấy được là những công ty lên trên sàn đã coi như là càng ngày càng có lòng tin nhiều hơn đối với Bitcoin. Tại vì không được những công ty này bây giờ chỉ lưu trữ Bitcoin mà thôi. Nhưng mà nhiều công ty bây giờ càng ngày lại càng coi Bitcoin như là một tài sản lưu trữ lâu dài. Và càng ngày lại có càng nhiều công ty có tiếng tăm như là công ty Square tham gia vào. Và hôm nay các bạn nghe nói là công ty PayPal, thì những công ty này là một cái dấu ấn chấp nhận rất là quan trọng đối với những công ty khác. Khi mà họ thấy những công ty này chấp nhận thì crypto, thì crypto sẽ từ từ dần dần trở thành một cái gì đó trong thị trường tài chính truyền thống, chứ không còn là một cái công cụ dùng để mà rửa tiền, dùng làm trong những cái việc phạm pháp như là chúng ta nghe nói trước đây. Và thậm chí các bạn có còn nhớ lần cuối cùng một người nào làm việc trong ngành ngân hàng, một người nào mà có tiếng tăm trong lĩnh vực tài chính đứng ra nói Bitcoin dùng trong những việc phạm pháp hay là không? Lần cuối cùng các bạn nghe là lần nào? Các bạn thấy được là càng ngày thì cái thông điệp đó càng giảm đi. Và cái thông điệp bây giờ nhiều người nói tới là Bitcoin là một công cụ, như một tài sản lưu trữ lâu dài, như là vàng điện tử, là một cái công cụ chống lại lạm phát. Càng ngày thì cái thông điệp đó của Bitcoin lại càng lớn mạnh hơn. Và những công ty lên trên sàn chứng khoán lưu trữ Bitcoin như là một loại tài sản trong công ty đã là một cái đài phát thanh rất là lớn, giúp đỡ rất nhiều trong cái việc là làm cho thị trường này càng ngày càng lan tỏa nhiều hơn. Và càng ngày các bạn thấy được là càng nhiều bài viết đến từ những cái đài truyền thống như là Bloomberg, như là CNBC nói về Bitcoin nhiều hơn. Và đây là những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nếu như mà các bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào một sàn giao dịch nào thì các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital, như là các bạn có thể tham gia vào những sàn như là sàn NetEx. Đăng ký tham gia link của Thuận Capital, các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ, cũng như là các tín hiệu trade miễn phí, hay là tham gia vào sàn Binance được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi, hay là tham gia vào những sàn như là sàn margin Bybit, Coinbase, Metano hay là dùng BlockFi. Đương nhiên, tham gia vào trading crypto thì sẽ có cái nguy hiểm và rủi ro rất là cao, và nhất là những bài nào mà tham gia vào trading margin thì nguy hiểm lại càng cao hơn. Cho nên không phù hợp với những bên nào mà không chấp nhận rủi ro và nguy hiểm cao. Và bản thân Thuận, các bạn cũng đã biết là chỉ thích lưu trữ crypto lâu dài và trung bình giá mà thôi. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.